Nếu bạn là người Sài Gòn hay là người hữu duyên sinh sống, làm việc và học tập tại mảnh đất này, một trong những điều khiến ta tiếc nuối nhất khi không còn ở đây nữa, đó chính là chưa được dịp thưởng cái hương vị cà phê sữa đá Sài Gòn. Bởi vậy, người ta có câu nói muôn thuở: Sài Gòn cà phê sữa đá, hay Sài Gòn được mệnh danh là thủ phủ cà phê tại Việt Nam là vậy. Cho tôi một ly cà phê sữa đá, cho tôi ngồi bên hàng cây tán lá, cho tôi được nhìn con đường xa xa. Theo nhà thơ Đỗ Trung Quân chia sẻ, trước đây người Pháp mang cà phê đến Việt Nam, song người Sài Gòn đã biến tấu thức uống này bằng cách hòa vào một ít sữa, tạo nên hương vị đắng ngọt đặc trưng. Có ai nhâm nhi cà phê mà không pha một chút suy tư cuộc đời? Người ta nói, người thích thưởng vị cà phê càng đắng thì càng trải sự đời. Đó là cà phê đen hay cà phê nguyên bản. Còn đối với cà phê sữa đá, đó là một chút dịu ngọt cho những câu chuyện hàn huyên, chia sẻ bên lề đường, một góc ngõ phố hay dãy quán tại chung cư cũ. Có ai đó nói rằng, cái hương vị thể hiện cho tinh thần của một người hay cộng đồng người. Vâng, có lẽ là như vậy. Quay lại câu chuyện sáng tạo cà phê mang nét riêng bằng một ít sữa, tôi dường như đã hiểu ra phần nào đó. Vị ngọt của sữa như cái tính người Sài Gòn vậy, ít khi mít lòng ai, cứ thoáng đãng và biết cách làm người khác siêu lòng như vậy. Theo dòng lịch sử và thời đại, cà phê sữa đá Sài Gòn đã trở thành một loại hình văn hóa đặc trưng nơi đây, văn hóa cà phê sữa đá ở Sài Gòn, và vẫn giữ được nét đặc trưng riêng của nó. Dù là quán vỉa hè hay quán sang trọng, quán đơn điệu hay cầu kỳ, ta không khó bắt gặp trong tấm menu hàng chữ cà phê sữa đá được đưa lên hàng ưu tiên. Đó là dấu hiệu của thói quen uống cà phê sữa đá của người Sài Thành. Bạn thấy đấy, cứ tầm hơn 6 giờ sáng, trên khắp con đường Sài Gòn, cứ một đoạn là thấy xe bán cà phê lề đường hay mấy quán cà phê lại nhộn nhịp hẳn lên, dù ngồi uống hay mang đi. Suy đi ngẫm lại, ly cà phê sữa với vị đắng ngọt, hài hòa như cách ta mong muốn trong cuộc sống này vậy. Nhắc tới chữ đắng, ta thường nghĩ ngay đến đắng cay. Nhắc tới chữ ngọt, ta lại nhớ ngay đến ngọt bùi. Và nhắc đến những khó khăn trong cuộc sống, ta lại muốn có một chút hy vọng là vậy. Bởi thế, uống ly cà phê sữa, người ta như được ngẫm lại những câu chuyện không mấy vui từng trải và trân trọng những khoảnh khắc yên bình hiện tại. Mời bạn cùng tôi nhâm nhi một ly cà phê sữa đá tại Sài Gòn và một buổi sáng cho một khởi đầu bộn bề nơi đây bạn nhé.